Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì là Tàng lại tiếp tục cập nhật một số thông tin xoay quanh câu chuyện của Tịnh Thất Bồng Lai. Thì mọi người cũng có thể thấy rằng là trong Tịnh Thất Bồng Lai đã bị bắt tạm giam. Thầy ông nội cũng đã có quyết định tạm giam rồi nha mọi người. Thì trong ngày hôm nay có rất là nhiều thông tin từ bên phía mà bảo vệ bên Tịnh Thất Bồng Lai á, thì nói rằng là thầy ông nội được về. Và Tàng vừa mới cập nhật được thông tin thì rõ ràng rằng là cái lệnh tạm giam của bên phía cơ quan công an đã có hiệu lực và đã bắt tạm giam ông Lê Tùng Vân rồi nha mọi người. Còn cái chuyện mà thả về để gọi như là ăn uống để bổ sung chất dinh dưỡng hay này kia để lấy lại sức cho ông Vân là không có nha mọi người. Ở đây là cái bổn cũ soạn lại của ông Lê Tùng Vân. Trước đó thì ông ta cũng bày ra rất là nhiều chiêu trò, ví dụ như bệnh tật ốm đau hay này nọ đó, già cả này kia rồi than vãn. Nhưng mà mọi người nên nhớ rằng tạm giam nó có quy định nha. Đây là tạm giam chứ không phải là tạm giữ nha mọi người. Không, nó có thời gian và thời hạn hết. Ví dụ như ông Lê Tùng Vân mà có già cả hay là không ăn không uống hay là bệnh tật cái gì trong người á, thì sẽ đưa đến bệnh viện để cấp cứu, chứ không có chuyện đưa về nhà. Có thể là đưa về nhà, áp giải về nhà để lấy những hồ sơ mật hoặc là khai báo với cơ quan công an là chứng cứ, xuất hiện thêm chứng cứ hoặc là giấy tờ gì đó liên quan đến vụ án thì sẽ áp giải ông Lê Tùng Vân về để lấy giấy tờ và tiếp tục đưa ông Vân lên để gọi như là điều tra, tiếp tục tạm giam nha mọi người. Không có cái chuyện thả về đâu nha mọi người. Ở đây là mọi người cứ thấy là cái tin tức đưa ra là cứ nghĩ ông ta đã về, làm gì có cái chuyện mà về. Khởi tố vụ án là đã có tội và bắt tạm giam là nó có quy định và nó có thời hạn. Thì để là ta đọc cho mọi người cái thông tin bắt tạm giam là như thế nào để cho mọi người hiểu rõ hơn nhé. Thời hạn tạm giam để điều tra quy định tại Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Thời hạn tạm giam để điều tra được quy định cụ thể tại Điều 173 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự số 101/2015 QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 chi tiết như sau. Thời hạn tạm giam bị can điều tra không quá 2 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá 3 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá 4 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Trường hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, xét cần phải có thời gian dài hơn cho việc điều tra và không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam thì chậm nhất là 10 ngày trước khi hết thời hạn tạm giam, cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị viện kiểm sát gia hạn tạm giam. Đó, tức là cái tội mà nhẹ nhất á, mà khi mà đã có lệnh bắt tạm giam á, là không quá 2 tháng. Tức là trong thời gian 2 tháng nha mọi người. Không có cái chuyện mà mới bắt ngày hôm kia hôm qua đây mà hôm nay thả ra đâu. Có thể là hình như là tạm giữ thì trong vòng ví dụ như 36 tiếng hay gì đó, hay là 12, 24, hay 36 gì đó, nó có cái khung của nó, đúng không ạ? Thì có thể là thả về. Nhưng mà ở đây là lệnh tạm giam, được chưa? Tạm giam tức là nhẹ tội nhất thì cũng trong vòng 2 tháng nha mọi người. Và đến cuối thời hạn, tức là còn 10 ngày nữa là hết thời gian 2 tháng. Ví dụ như vậy, thì bắt buộc cơ quan có thẩm quyền phải đề nghị viện kiểm sát để gia hạn thêm cái thời gian tạm giam để tiếp tục điều tra nha mọi người. Và nó có quy định là bao nhiêu lần gia hạn, được chưa? Việc gia hạn nó được quy định như sau đây nè. Đối với tội phạm ít nghiêm trọng, có thể được gia hạn tạm giam một lần không quá 1 tháng, tức là ít nghiêm trọng là tạm giam lần đầu là 2 tháng. Mà nếu như tiếp tục gia hạn á, là lần sau là không quá 1 tháng, tức là tội ít nghiêm trọng tổng cộng 2 lần là không quá 3 tháng, được chưa? Đó nó có quy định hết, chứ không phải là đơn thuần là bắt lên cái rồi thả về đâu. Đây có phải là tạm giữ đâu mà mọi người nói là thích về là về, đúng không ạ? Và cái thông tin để gọi như là nói rằng là ông Lê Tùng Vân bị tạm gọi như là tạm giam là đã có và trên báo chính thống đàng hoàng nha mọi người. Không có cái chuyện mà thả về đơn giản mà mọi người lên là cứ nghe người ta nói là được thả về rồi mừng rỡ này nọ, không có chuyện đó. Đây vụ Tịnh Thất Bồng Lai, ông Lê Tùng Vân bị bắt tạm giam, nó có ghi rõ ràng là tạm giam trên báo pháp luật đây, mà mọi người thả về là thả như thế nào? Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông Lê Tùng Vân để điều tra các sai phạm xảy ra ở Tịnh Thất Bồng Lai.
Sau khi khởi tố vụ án liên quan đến các sai phạm xảy ra ở tỉnh Thất Bồng Lai, hay còn gọi là Thiền Am bên bờ vũ trụ, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An đã khởi tố ông Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, người đứng đầu cơ sở này về 3 tội danh: loạn luân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân. Theo đó, lực lượng chức năng đã bắt tạm giam ông Lê Tùng Vân để tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc. Đây là một cái thông tin mà nó rõ ràng như vậy mà mọi người cứ nói rằng là ông ấy về rồi xuống sanh thông tin rồi nói rằng là được thả về rồi, luật sư này luật sư nọ bảo lãnh được thả về. Làm gì có cái chuyện đó mọi người. Ví dụ như có bảo lãnh thì đưa về thì cũng làm một cái, ví dụ như có một cái thời hạn gì đó, và có người bảo vệ canh phòng cẩn mật luôn, không có cái chuyện mà được về nó đơn giản như vậy đâu mọi người ạ. Khả năng rất là cao thì theo như tàng nghĩ là thả về để lấy những cái giấy tờ liên quan đến vụ án, có thể là những cái vật chứng, tang chứng đang còn ở trong Thiền Am. Sau khi lực lượng cơ quan chức năng lấy lời khai ở trên công an thì đã khai ra và di lý vậy như là tội phạm về nhà để lấy tiếp tục lấy những cái bằng chứng chứng cứ lên để tiếp tục phục vụ quá trình điều tra nha mọi người, được chưa? Còn cái tội mà xâm phạm lợi ích nhà nước á, là nói với tất cả mọi người là cái tội đó là cái tội nặng nhất, và giam á là kịch khung, được chưa? 4-5 tháng gì đó luôn đó, một lần đó, chứ không phải là 2 tháng nhẹ đâu. Đó, có từng tháng một nha. Và tạm giam là không có cái chuyện mà thả ra là loại như là nội mà than nội mệt quá hay nội không ăn không uống là thả nội ra, không ăn không uống, bệnh tật hay là như thế nào đó, có bệnh viện. Có bên chức năng bệnh viện người ta, bác sĩ người ta lo chứ, làm gì mà thả về. Thả về rồi ví dụ như tiêu hủy đi giấy tờ thì sao? Tiêu hủy đi những cái vật chứng tang chứng thì như thế nào? Làm gì có chuyện đó mọi người, đúng không ạ? Và hiện tại bây giờ theo như cập nhật mới nhất từ các điệp viên đang có mặt ở dưới Thiền Am Liên Bộ Vũ Trụ, thì cơ quan cảnh sát điều tra công an cơ động đang bao vây bó ráp khu vực đó trong vòng bán kính 300 m, bây giờ không ai có thể tiếp cận vào trong tỉnh Thất Bồng Lai hết. Cho nên là những thông tin mà vậy như là nói rằng là ông Lê Tùng Vân đã về nhà thì không có nha mọi người, toàn bộ là những thông tin bịa đặt, không có, chưa chính xác, chưa ai có thể quay và cập nhật những thông tin nào chính xác ở trong Thiền Am Bờ Vũ Trụ đến thời điểm hiện tại bây giờ. Tại vì lực lượng cơ quan chức năng siết chặt, kể cả báo chí phóng viên vào là không phận sự mời ra. Thì mọi người thấy cái vụ việc này nó rất là nghiêm trọng, không phải là đơn giản như tất cả chúng ta nghĩ, một vụ án 3 tội danh mà còn điều tra còn dính líu thêm nhiều tội danh nữa, được chưa? Và ở đây thì mọi người đang phân vân về cái vấn đề cái giấy ADN. Giấy ADN nói rằng là không có mộc này nọ. Rõ ràng người ta đã xác minh và báo chính thống, công cơ quan chức năng tỉnh Long An cũng đã thông báo cho báo chí phóng viên nói rằng là Thất Bồng Lai có dấu hiệu loạn luân. Vậy mà mọi người lại nói rằng là những cái tờ giấy đó là tờ giấy không phải là loạn luân. Thì ở đây tôi không biết được là mấy người nghĩ như thế nào. Bảo vệ bên vực thì nó phải có cái giới hạn, nhưng ở đây là lực lượng cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra liên quan đến 3 tội loạn luân có trong đó, thì chắc chắn rằng là họ đã có cái kết quả xét nghiệm ADN và tiếp tục điều tra để mở rộng thêm là cái tội mà gọi như là loạn luân trong đó là có phải là đồng tình với nhau hay không, hay là ép buộc. Nếu mà ép buộc thì nó trở thành một cái tội là hấp dâm, được chưa? Còn nếu như mà loạn luân với người dưới 16 tuổi thì như vậy lại dưới trẻ dưới vị thành niên nữa. Nó rất là nhiều khung nhiều tội, cho nên là đang còn điều tra tiếp tục, chứ không phải là không có tội, mà không phải là người ta chưa xác định tội nha mọi người. Đã có tội rõ ràng và cung cấp lên cho báo chí đây rồi, từ lực lượng cơ quan chức năng người ta cung cấp ra, được chưa? Còn cái chuyện mà xâm phạm lợi ích cá nhân tổ chức thì mọi người nên nhớ rằng là cái đó nó rất là nhiều vấn đề liên quan và điều tra nó chỉ mất rất là nhiều thời gian. Nhưng còn cái tội loạn luân thì mọi người nên nhớ rằng là rất đơn giản, chỉ cần thử ADN là biết rồi, lấy lời khai thì nó sẽ ra thôi ạ, được chưa? Rồi cái tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác đã có người tố giác. Như vậy là chúng ta đã thấy rằng là cái dấu hiệu phạm tội của tỉnh Thất Bồng Lai nó đã rõ ràng 10-10, đúng không ạ? Cho nên là
Hiện tại bây giờ rất là nhiều người cứ nói là chờ quyết định của cơ quan chức năng. Quyết định nó đã rõ ràng như vậy rồi mà mọi người cứ nói là chờ quyết định là chờ như thế nào, đúng không ạ? Thì thôi, thì Lực Tăng cũng chỉ sẽ cập nhật những thông tin mà mọi người đang quan tâm nhất để gửi tới tất cả mọi người thôi. Thông tin ông Lê Tùng Vân được về bác bỏ, được chưa? Chưa có thông tin, chắc đếp một câu rằng là không có chuyện về dễ như vậy ạ. Được chưa? Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.